Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 13 tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị, khắp Bắc Bộ lúc này đang ở chung trong trạng thái nắng nóng với mức nhiệt khá cao, hầu hết nằm ở trong ngưỡng từ 34 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ, được dự báo là sẽ còn kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn. Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Chỉ số tia UV cũng tăng cao, đặc biệt là ở khu vực thủ đô Hà Nội. Nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Vì thế khi đi ra ngoài đường, quý vị hãy bôi kem chống nắng và che chắn cẩn thận. Luôn mang theo bên người một chai nước để kịp thời cung cấp cho cơ thể. Nhiệt độ tại Hà Nội ngày mai ở trong ngưỡng từ 35 cho tới 37 độ. Tình trạng nắng nóng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, trong đó riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao phổ biến trong khoảng từ 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trái với Bắc Bộ, tình trạng nắng nóng tại Trung Bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới, dễ kéo theo nguy cơ xảy ra cháy rừng, vì thế bà con cần hết sức cẩn thận. Tia UV cao cũng là điều đáng lưu ý tại Đà Nẵng. Để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình, người dân và khách du lịch đến Đà Nẵng cần chú ý đến các biện pháp tránh nắng cần thiết như là dùng kem chống nắng, mặc áo khoác, đội mũ rộng vành khi đi ra ngoài. Tại Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày mai sẽ dao động trong mức là từ 35 cho tới 37 độ. Sau nhiều ngày mưa to không ngớt, làm nước lũ dâng cao, gây nguy cơ ngập úng ở nhiều địa phương, Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có nắng trở lại, nước lũ sẽ rút dần, chỉ còn có chiều và đêm là có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ngày mai tại Nam Bộ là ở ngưỡng từ 31 cho tới 34 độ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ có chung mức nhiệt từ 32 cho tới 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng là từ 23 cho tới 27 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, trên các vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, nhiệt độ ngày mai sẽ dao động trong ngưỡng là từ 35 cho tới 36 độ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm trong đó có vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Huyện đảo Trường Sa ngày mai sẽ có mức nhiệt dao động từ 32 cho tới 34 độ. Vùng biển Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trời nhiều mây, mưa xuất hiện rải rác, nhiệt độ từ 32 cho tới 33 độ. Huyện đảo Phú Quốc mưa cũng chỉ rải rác ở một vài thời điểm trong ngày, mức nhiệt sẽ ở trong khoảng cũng từ 32 cho tới 33 độ. Và để kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ là thông tin nhiệt độ một tuần tới của Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.